đâu anh em nhá. Hôm nay lên Nhật Bắc một em bụng cực to này bác ơi. Bác gì này? Em này tam hoàng vàng ươm luôn các bạn. Bóng bộ cực đẹp luôn nha các bạn nhá. Này. Đạt bộ vũ trưởng luôn các bạn ơi. Đánh đuôi cực VIP nha các bạn nhá. Quá đẳng cấp luôn các bác, có thể nhìn mắt với chân của em nói nhé. Vàng ươm. Hàng cực chuẩn luôn các bác. Vẫn hot này các bác ơi, ấy à. Hỏi tay quá các bạn. Tam hoàng các bác, soi mắt em nó xem. Quay mặt này, đầu mặt này. Chuẩn tam hoàng này các bác nhá. Lồng lặng quá. Hót rát tay luôn các bạn. Quá là điếc tai luôn. Em chim này các bác nha, các bác nào mua về chê xấu giả lại nha. Từ màu lông đến màu, từ đẹp từ màu lông luôn các bác, đến mắt nhá. Rồi là đến cả chân mỏ luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu lông nó rất là đẹp luôn các bạn. Ôm lồng theo nó con này. Đấy vui. 4 phút ạ. Đây em đặt lên thành người cho các bác nhóm em mới nhá. Mọi địa hình luôn. Mọi địa hình luôn đây.
video hơn 5 phút rồi nha các bác nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Bác nào bố kết em Tam Hoàng bộ to này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648 chị nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá.